Trận đấu tinh anh chỉ vừa mới bắt đầu, Tô Lăng Nguyệt đã sử dụng xà tâm bí truyền của Đường gia, mắt vừa chớp đã tiễn ba kẻ đánh lén mình về trời cùng ông bà. Vừa đối phó xong với đám người đó đã thấy quỷ điệp ong bay lượn trên kết giới. Đột nhiên cả đàn phát ra tiếng rít, rồi phun vèo vèo vô số kim độc vào đám thí sinh đang chạy loạn dưới sân đấu. Ai cũng cố hết sức mà chống chọi. Một thanh niên triệu hồi sủng thú trông như một con ếch đến, ra lệnh cho nó tung chiêu liệt diễm tường. Theo lệnh của chủ nhân, ếch viêm giáp phun ra một bức tường lửa cực nóng bao quanh cả hai để giữ an toàn cho chủ tớ bên trong. Đám ong ma không biết sợ là gì, cứ lao vào ngọn lửa như thiêu thân rồi bị đốt thành cho rơi lộp độp xuống đất. Những thí sinh không có khả năng chống cự xung quanh nhận ra đó là liệt diễm tường là sủng kỹ cấp 6. Bọn họ vừa chạy về phía tường lửa vừa hét lên: "Bên ngoài rất nguy hiểm, làm ơn cho chúng tôi vào trong với." Chủ nhân của ếch viêm giáp nghe vậy không vui đáp lại: "Khôn như mày quê tao xích tận mấy con. Đây là vòng loại, cho mấy người vô đây để đẩy tao ra ngoài cho chết sao?" Mấy người đó vừa cúi người tránh kim của đàn ong đâm tới mình, vừa hét lên với cậu ta: "Tôi hứa sẽ không đâm sau cậu đâu. Cứu tôi với, tôi sẽ trả tiền công cho cậu sau trận đấu." Thanh niên đó không nhúc nhích gì, nhìn ra đám người bất lực mà cười thầm trong bụng. May mà mình thường xuyên đến chỗ ông chủ Tô bồi dưỡng sủng thủ, nếu không mình cũng là một trong số họ rồi. Ở một nơi khác cũng có người đang chống trả quỷ điệp ong. Ai đó đã dùng chiêu thức tấn công bầy ong khiến chú gờ nổ banh xác. Tô Lăng Nguyệt đang chạy trốn bên dưới nhìn thấy cảnh đó thì nghi hoặc không hiểu. Chuyện gì vậy? Mình đã lục lọi khắp cả sân đấu mà vẫn không tìm thấy bí mật nào có thể tiêu diệt được đàn ong. Chẳng lẽ nó nằm ở trong bầy sao? Nếu là trên người quỷ điệp ong thì có thể dùng tinh lực thăm dò được. Tô Lăng Nguyệt nhắm mắt tập trung tụ tinh lực quan sát từng con một trong bầy để xem có gì khác thường không. Một con ong tương ứng với một thí sinh sao? Bỗng nhiên Tô Lăng Nguyệt nhận ra một con ong trong số đó khác với đám còn lại, chính là mục tiêu của cô. Tô Lăng Nguyệt lập tức thi triển năng lượng cấp 5 để tăng tốc. Mặt đất dưới chân vì chịu lực của chiêu thức mà nát ra làm trăm mảnh dưới chân cô. Nhún người một phát, cô xé gió lao đến con ong mục tiêu của mình. Quỷ điệp ong vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Lăng Nguyệt tóm lấy. Ngay sau đó, cô dùng hai ngón tay mạnh mẽ kẹp chặt đôi cánh của quỷ điệp ong giật mạnh ra khỏi thân nó. Bí bảo ẩn giấu trên người con ong này cũng từ đó lộ ra. MC thấy thế nhất thời kích động tán thưởng. Không ngờ chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã có người đầu tiên tìm ra cách giải quyết vấn đề. Các thí sinh đang mệt mỏi vì phải đối phó với ong quỷ này, nghe bình luận của MC cũng đều giật mình tìm kiếm, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Tô Lăng Nguyệt. Tô Lăng Nguyệt nắm chặt chiếc nhẫn vàng lấy ra từ con ong lúc nãy, giờ này kiêu ngạo đứng trên sân đấu không sợ bị tấn công nữa. Mà bầy ong quả thật cũng coi cô không phải kẻ địch, nhận lấy sự công nhận từ người dẫn chương trình. Cô là người đầu tiên giành được vị trí vượt qua vòng loại. Mấy thanh niên bốn phía xung quanh nghe vậy tỏ ra đủ loại biểu cảm không hài lòng. Thì ra đây là cách vượt qua vòng thi này sao? Ôi rồi ôi toi rồi, trong số những con đã bị bọn họ giết có lẽ đã làm hỏng mấy cái nhẫn trong đó rồi. Đồng Minh Tùng ngồi trên khán đài không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là vượt qua rồi, nếu không Phượng Sơn lại mất đi một ngôi sao mới. Chu Văn Thiền nhìn tình hình trận đấu cũng bị chấn động. Vừa rồi Tô Lăng Nguyệt phá giải ám khí và thi triển công lực cực kỳ gọn gàng. Ông ta có chút tò mò nhìn về phía Tô Bình. "Xin hỏi Tô chủ nhiệm, em gái cậu học tập từ ai thế?" Tô Bình mỉm cười thản nhiên nói: "Không có gì mới mẻ, cũng chỉ học qua mấy chiêu với mấy ông lão Đường gia mà thôi." Chu Văn Thiền miệng chữ ô mắt chữ a, lại có thể học được tuyệt chiêu của Đường gia bí truyền, Tô chủ nhiệm này có quan hệ gì với Đường gia mà họ lại truyền dạy cho em gái hắn? Bên dưới trận đấu vẫn tiếp tục theo cách Tô Lăng Nguyệt đã làm thành công. Người dẫn chương trình bình luận: "Có rất nhiều người rất nhanh đã học theo cách làm của tuyển thủ Tô Lăng Nguyệt, vượt qua được vòng thi. Cuộc thi này có 100 nhẫn Đồng Minh dành cho 100 người nhanh tay lẹ mắt qua được vòng loại. Những ai đã vượt qua vòng này thì mời ra khỏi sân để nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng sau." Tô Lăng Nguyệt mang theo nhẫn Đồng Minh rời khỏi trận đấu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà phát hiện sớm bí mật này, nếu không để cho người trên sân đánh giết thêm một lúc nữa sẽ chẳng có ai qua được vòng này. Bây giờ về nhà báo tin mừng cho mẹ thôi. Nhìn theo bóng lưng Tô Lăng Nguyệt đang vui vẻ rời đi, rõ ràng là có ai đó không hề vui. Mấy tên phế vật cản trở Đường gia đã chết, giờ đến lượt ta ra tay. Ngay sau đó, theo lệnh của anh chàng đó, đôi mắt ma chảo thú đột nhiên đỏ lên nhìn Tô Lăng Nguyệt chằm chằm. Nó hét ra một tiếng gầm trầm thấp rồi âm thầm tiến lại phía cô đang rời đi. Nó vừa thi triển sủng kỹ khiến tất cả sủng thú xung quanh bị ảnh hưởng bởi sự khát máu và sát ý muốn giết những kẻ gần đó. Từ ma chảo thú tỏa ra luồng khí dữ dằn khiến đàn ong phía trên bắt đầu xuất hiện sao động khác lạ. Tô Lăng Nguyệt nhận ra động tĩnh lập tức xoay người kịp tránh vô số độc châm từ bầy ong bắn về phía mình. Cô liên tục vọt người từ bên này qua bên kia để tránh các đợt tấn công bất chợt từ bầy ong. Vừa né tránh, Tô Lăng Nguyệt vẫn nhận ra đây là bí kỹ của Mục gia, có thể làm cho tinh sủng có ý chí thấp xung quanh lâm vào cuồng bạo. Kỹ năng này quá nặng nề đối với tinh thần, cho nên người thi triển sẽ tốn một nửa tinh lực cùng với sủng thú mình để thi triển chiêu thức. Nhận ra kỹ năng của mình đã bị nhìn thấu, thanh niên tóc xanh đó cũng xanh mặt nhưng vẫn lì. Biết thì làm gì được nhau chứ. MC nhìn thấy tình hình trên sân đấu trở nên khác lạ, không kiềm được hô lên: "Toàn con mẹ nó rồi, bầy ong trên sân đấu dường như đã bị một cầu thủ nào đó khống chế." Tất cả kéo nhau không ngừng hướng tuyển thủ Tô Lăng Nguyệt bay tới tấn công. Nhất thời trên khán đài lao sao tiếng mắng chửi bất bình. Đây không phải rõ ràng là nhằm vào người ta sao? Rốt cuộc là loại người nào? Giơ cái nách lên coi thử có thâm không mà sao thâm độc quá vậy? Đám đông cũng nói lên suy nghĩ của nam MC, anh ta nhanh chóng giải thích: "Mặc dù không có quy định cấm tấn công người chơi khác, nhưng về mặt đạo đức thì làm vậy không chấp nhận được, cần xóa bỏ người này ra khỏi cuộc đua." Gã tóc xanh nhếch miệng cười: "Nách thâm thì làm sao chứ?
nách trắng thì cũng đâu có ăn cơm ngon hơn. Thắng làm vua thua về chầu trời, ta không tin không giết được con nhóc con này. Vị trí này là của Mục gia ta. Đàn ong vỗ cánh phần phật bay đến Tô Lăng Nguyệt với tốc độ cao. Cô quyết đoán mở ra không gian triệu hoán. Người chủ chỉ thấy vậy ngạc nhiên lên tiếng. Tuyển thủ Tô Lăng Nguyệt cuối cùng cũng triệu hoán ra sủng thú rồi. Tuyển thủ của Mục gia đã ép tuyển thủ Tô Lăng Nguyệt phải triệu hồi sủng thú ra để bảo vệ mình. Nhưng Tô Lăng Nguyệt đã bị vây chật bốn phương tám hướng, cô sẽ phản kích như thế nào đây? Vừa dứt lời, một ngọn lửa hình rồng uốn lượn quét qua không trung trước mắt. Hỏa Long Bạo Quyền một chiêu đã quét sạch toàn bộ quỷ điệp ong trong bán kính 20m xung quanh cô. Tô Lăng Nguyệt cùng Huyễn Diễm thú chậm rãi đi ra khỏi ngọn lửa. MC nhanh chóng cập nhật cho những người mắt cận nhìn chưa thấy tình hình. Không ngờ kỹ năng của sủng thú cấp 8 mạnh nhất hệ hỏa, Hỏa Long Bạo Quyền lại được thi triển bởi Huyền Diễm thú. Trong khi Huyền Diễm thú không có huyết mạch chính thống mà vẫn nắm được kỹ năng này, quả là hiếm có khó tìm. Người đàn ông tóc xanh nhìn cảnh tượng này hoang mang đến ngây ngẩn. Sao lại như vậy? Hèn gì không chịu triệu hồi sủng thú từ đâu? Thì ra át chủ bài là một con chiến sủng như được nạp VIP như vậy. Nhưng quỷ điệp ong trên sân nhiều như nấm mọc sau mưa. Ta xem ngươi có thể dựa vào sủng kỹ cấp 8 này của ngươi chịu được mấy đợt tấn công. Hắn đang định một lần nữa ra hiệu cho ma chảo thú tấn công. Bỗng từ đâu trên người hắn xuất hiện mấy con rắn nhỏ màu tím cuốn lấy khắp nơi, trên người khiếp hắn lộ vẻ kinh hoàng. Rắn? Rắn ở đâu ra vậy? Hắn vừa la vừa hét ra lệnh cho ma chảo thú giết rắn cho hắn. Nhưng ma chảo thú không thấy rắn ở đâu cả, mà chỉ thấy chủ nhân mình hư ơ chân múa tay hoảng loạn. Đây là kỹ năng mộng yểm đầu xa của Huyền Diễm thú, khiến cả chủ lẫn tớ của tên tóc xanh lạc vào ảo ảnh, không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Tô Lăng Nguyệt vừa tháo chiếc nhẫn đồng minh trên tay người đàn ông tóc xanh xuống, vừa cười nói, sủng kỹ khát máu có một điểm yếu, đó là khi tinh sủng giúp chủ nhân chia sẻ áp lực tinh thần thì sự cảnh giác sẽ giảm theo, tạo điều kiện tốt cho người khác tiếp cận rồi thi triển ảo giác lên cả chủ và sủng thú. Người đàn ông tóc xanh nhìn chiếc nhẫn trên tay bị tháo ra, không phản kháng được gì mà chỉ biết run lẩy bẩy hỏi Tô Lăng Nguyệt, khoan đã, mày muốn làm gì? Tô Lăng Nguyệt xoay người cười nói, gậy ông đập lưng ông chính là thứ anh trai đã dạy tôi. Phía sau cô, người đàn ông không có chiếc nhẫn đồng minh bảo vệ lập tức bị lũ ong bu kín mà cắn xé.